Ok, hai xin chào bạn, chào mừng các bạn trở lại với chuyện lúc mình là Meteo. Meteo đây, thì hôm nay mình sẽ làm tiếp series Kamen Rider tập thứ 5 như người. Và mình đang bị bắt. Má, cụ ý kia nó đang làm gì ở bên. Anh đang nấp á. Nó đài. Nó cỡ cái nó kẹt. Một số. Bả đang làm gì vậy? Để mình nghe nha mọi người. Cuối cùng ta đã hoàn thuyền một cái bầu giáp mới, thì ta sẽ biến thành đây. Đây là các đấy giờ nè. Ta đã xong một Kamen Rider mới và ta là bá chủ thế giới. Tôi sẽ giết thằng gốc của game mình trước đây. Mọi người ơi, ngồi nó đợi giết mình. Bây giờ mình cắm xuống phát thôi. À, chỗ này có lỗ mà. Một cái sản á. Ê, nó không đi. Bây giờ chọn nó bắt mình rồi. Bây giờ mình sẽ coi nha mọi người. Nó sẽ yêu lạc. Tụi nó ăn nó đâu rồi. Nó đâu. Đâu. Bây giờ tôi sẽ tìm ngươi. Thì cha sẽ chịu hồi quấy vật kìa. Ok. Nó định chịu hồi rồi. Mình phải chạy thôi. Mình chạy. Bước sức mạnh này sao chết á. Đúng rồi. Mình thấy trong người này có một người mặc bộ đồ đó. Hôm nay đi video cho ông nó đang kiếm. Sẽ là có một bộ đồ cho mọi người. Ok. Ông có kiếm mình nha. Mình sẽ chạy về nhà nha. Và mình sẽ quay trở lại. Thật quá. Hoàng đó phụ ghi mình nhắm lấy bộ đồ. Rồi. Chạy đi. Thật quá. Đi ơi. Yes. Sao mình được kìa. Ok, mình sẽ biết núp rồi. Núp bị hương nát đi rồi. Phụ kia mẹ nó đâu? Hả? Mình nghe tiếng nó. Nó đâu? Hoàng nào không ra, tao bắn bẻ nhà hết luôn. Này không ra hả? Tao sẽ cho người dân chết ở đây. Cho người biết. Thôi đâu mọi người, bây giờ mình lấy ra cút của công thị.
chết á mọi người. Người dân sẽ chết đây. Người không cứu người. Bây giờ nha. Bây giờ nha. Chọn người chết ở đây luôn. Ta nhớ là nhà nó gần đây. Bây giờ mình phải im thôi. Nha mọi người. Không có đâu. Không thì ta sẽ làm bể tường thành này cho quỷ vật của ta ra. Thật quá. Một cái người thật lắm. Để xem là sức mạnh của ta đây. Chơi. No. Mọi người ơi. Mọi người chết luôn. Con mưa hả? Nửa thành phố đã né được như câu. Bây giờ sao? Bây giờ sao giờ tính gì ra? Bây giờ mưa ra. Thôi giết nó đi. Ok. Đây là cái kiếm. Ta tìm vào đây nè. Để mình lấy. Ok. Nó kìa. Mình sẽ giết thay mọi người. Ây da. Da. Chết đi. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình nhé. Thứ hai để lại cho mình một like, một share và một subscribe nha. Và cái series Kamen Rider của mình đã tập cuối rồi. Và bye bye mọi người. See you again. Bye bye. Yeah.